Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire Team Ban. Dire Team Pick. Takiro. Radiant Team Pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Witch Doctor! Hyper! Radiant Team Pick. Drow Ranger. Dire Team Ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant Team Ban. Dire Team Pick. Lich. Radiant Team Pick.
10 seconds remaining. Warriors of the wood! Seconds to battle. Oh, look at it go! Denied.
lawan. Dire's middle tower is under attack. Worthy tribute. Dire's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified.
season. My works its magic. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Who fells me? Killing spree. Poor deathbed. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. You and I will reclaim these woods. Dire's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Radiant's structures are fortified.
dig that. Radiant's bottom tower is under attack. Bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is falling. Illusion. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Take that. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Didn't you hear me telling you to throw? Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Roshan has fallen to the dark. Work for both of us? Get better.
Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. And run! Alo, alo, alo. 1 2 3 4 5 6 7 có ai nghe giọng mình không nhỉ? Vâng, không phải là do vậy mình nói một mình đâu mà. Mình có một chút việc nên là đến hơi muộn một chút. Nhưng mà sorry, ok, chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái trận đấu này luôn. Rất lâu rồi thì chúng mình lại còn mới có thể có dịp để đến với nhau. Rồi thì có cái gì mà cát hơi chán chán một tí thì các bạn cũng đừng có trách. Và hiện tại chúng ta đến với cả cái trận đấu giữa Next Generation. Vâng, chúng ta cũng gọi là Next Gen đi. Và đối thủ của họ là ở đây Signature Church, một đội tuyển đến từ Thái Lan. Và hiện tại có vẻ như là NGE đang chiếm lợi thế trong cái trận đấu này. Hiện tại thì Artemis phút 20 nhìn đồ này. Giày bay Altarin Comanta Radiant nữa. Và hiện tại anh còn có cho mình Aegis ở đây. Không thể nào mà có cửa thua rồi, nhìn vào cái thế trận này. Ở phút thứ 20 mà với một con Viper của Mekan kèm theo một con Anke như thế này thì nhìn cái lượng sát thương của team Thái Lan mà không thể nào mà giết được nổi. Và không nào mà giết được nổi con Anke này. GG rồi. Không thể là tin nổi, đó là một cái chiến thắng đầu tiên dành cho đội tuyển đến từ Việt Nam. Next Gen. Vâng, cái trận đấu này không được theo dõi luôn từ đầu. Nếu kết thúc thì cũng rất là nhanh. Tôi sẽ đến với các bạn với cái trận đấu sau.